Máy đầm dùi bê tông là thiết bị thi công nền móng được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các công trình xây dựng. Với công dụng là đầm chặt những khẩu kiện bê tông có hình dáng phức tạp như cột, móng nhà, dầm cầu, vách, tường, giúp loại bỏ hết nước và bọt khí tồn tại trong khối bê tông. Từ đó, khối bê tông sẽ được nén chặt, mịn và khả năng chịu lực cao hơn. Shop xin giới thiệu tới anh em thợ, máy đầm dùi bê tông. Máy có công suất lên đến 1.500W, động cơ lõi đồng nguyên chất, giúp máy hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Vỏ của máy được làm từ nhựa tổng hợp ABS, chịu được nhiệt, chịu va chạm tốt hơn. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển các công trình xây dựng. Các bác đặt hàng để lại số điện thoại bên em liên hệ tư vấn chi tiết nhé.